nay bàn giao xe cho mấy đứa em ở trên Đà Lạt nè, là mấy anh em trên Đà Lạt xuống bên Trần Anh mua xe nè, bán Jolly đời 2005, xe bên Trần Anh bán rồi nha bà con cô bác. Nói chung uy tín thì được toàn thể tất cả các cô chú anh chị là tin tưởng nha. Đây nè, Jolly 2005 xe cọp, bán cho em một cái giá rất là dễ thương luôn, 133 rút sơ, quá ok không? Chạy chạy có ra nè, đang chuẩn bị cho xe ra để giao xe cho khách đây. Đó là mấy đứa em trên Đà Lạt nó xuống. Em trai ở đâu ra? Đà Lạt. Đà Lạt hả? Em nhận mẫu xe bên Trường Anh em thấy sao? Dịch vụ rất tốt à, uy tín. Giá rẻ không? Giá yêu thương cho anh em về sử dụng. Yêu thương, mua thì ủng hộ nha. Sau này vợ con gì đó xuống mua thì ủng hộ Trường Anh. Bên em còn về nhiều xe lắm bà con. Uy tín thì được toàn thể tất cả các bà con cô bác tin tưởng. Trường Anh vừa về một mẫu là City bản mắt nè. Bản mắt là máy 1.8 nha. Em này đâu đó giá tinh quanh hơn 100 thôi. Xe đẹp nè. Đó là phong dáng của em Lai City. Ok chưa? À, con này ghế nỉ luôn. Máy 1.8, 4 tấn đĩa ABS đầy đủ các tính năng nè. Và tiếp theo về một con Mitsu Pajero nha. Bản GLX. Xe này xíu nữa Trường Anh dọn thì anh sẽ đăng clip con này nha. Con này được cái chủ nhà lên mâm nè. Bốn quả vỏ mới tinh, bốn quả vỏ mới 100%. Bởi các chân đầy đủ tính năng nè. Dòng này là máy xăng hai cầu nha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này cô chú anh chị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Pajero V6 mà. 6 máy, đèn green, đèn green, đèn đi đêm. Đầy đủ các tính năng rồi, biểu tượng của Mitsu rồi. Ok chưa? Hai cụm đèn ok lắm. Giá cũng hơn 100. Đó, đam mê về mấy cái mẫu xe từ bắp bên Trường Anh thì alo nha. Nói chung là quan trọng là giá tiền hợp lý đến với tay người sử dụng là ok rồi cô chú anh chị. Đây là đang bàn giao cho em trai chạy về Đà Lạt đây. Nhớt nước đầy đủ rồi. Thôi kiểm tra rồi, để cho em nó về đi. Em kiểm tra hết rồi, không phải chuyện nữa đâu. Em là về thôi, chạy về thôi. Đi ok luôn, tại Đà Lạt có hơn 100 km mà. Đây nè cô chú anh chị, nhạc nhóm đầy đủ tính năng luôn nha. Xe đẹp không lỗi luôn. Chất sân green còn, tem green còn. Nói chung xe này là xe giòn nha. Vàng lạnh ở trong rất là đẹp. Ok chưa? Đó, uy tín thì bán xe như vậy đó. Đó cô chú anh chị nào yêu quý và quý mến Trường Anh thì đăng ký kênh ủng hộ cho em. Không cần phải mua xe bên em đâu. Xem những cái video clip hàng ngày Trần Anh đăng thì anh sẽ hướng dẫn bà con cách coi xe, hướng dẫn bà con cách nhìn một cái chiếc xe để sau này bà con ra ngoài đường bà con mua bà con không có bị người ta gạt nha. Đó, thì như vậy thôi. Bên đây vẫn còn một con Jolly nữa nè. Em này Jolly 2005 Sun Tiger. Giá em này cũng cực kỳ rẻ rồi, 2005 xe này full đồ chơi rồi. Đây cô chú anh chị nè, lên đèn xenon hết toàn bộ. Đó, xe gia đình, chất sân rin đâu đó phụ phải tầm 70% trên chiếc xe nha. Sun Tiger. Đồ thất ở trong quá xịn sò luôn. Nhạc nhóm đầy đủ các tính năng. Nè, sạch chưa? Trần nè. Đây là phần tắp bi. Khá là ok luôn. Không làm đi hôm đi. Xe này nổ như xe đời mới, thấy không? Dây pin người ta cũng vừa thay nè, thấy dây pin không? Dây pin này mới hết rồi nè. Rồi lên đường. Em xin 10 con ống anh ơi. Em nhét vào đây chứ không hút được. Cắt thêm một cái khúc ống nhét vào đi. Cái này anh xịt dưỡng mà nhìn nó bóng vậy. Nói chung là xe này tụi anh về tụi anh dọn tụi anh cũng đã xịt dưỡng máy. Tụi anh có cái dầu dưỡng máy xịt nó không có hại cho cái dầu của cái máy, em hiểu không? Đó là cái cách bên anh dọn xe. Nhưng mà anh dọn cái xe cũ mà nhìn cái cục máy nó đẹp như vậy thì em cứ tự cảm nhận đi. Đúng không? Được, em đi giá, em đổi lấy xe khác. Ok, cứ cái gì thích đổi xe cứ alo cho anh. Đó, 2005, đây chủ mới đây. Con của đại gia. Cậu cả ở trong gia phả đó cô chú anh chị. Cậu cả là xe. Con đại của thiếu gia. Nhà mở cái xăng. Ủa, tội cái thằng. Đó bà con, đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô. Quá trời xe nào. 200 mấy quay đầu nè, 100 triệu cũng có nè. Đây cô chú anh chị nè, nhiều xe chưa? Rồi Ford Everest đang về đó nè.
em này 208 rồi, hàng cọp 3 xị nha, 3 xị for Everest 208 form mới rồi. Ok em về nha, chúc em đi tốt dùng bền vậy nha. Anh chị thấy không, ok chưa đó, mua bán như Trường Anh nhanh còn lẹ lắm, bán vé có 130 mà bao rút hồ sơ chạy ra còn có 120 mấy triệu, đời 205 tìm đâu ra được, chả bây giờ tìm đâu ra được, rất là cọp. Thôi Trường Anh xin kết thúc chương trình tại đây này nha, em see you and goodbye.